Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2024. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được vân tập về tổ đình Thiện Tường tại thành phố Burbank, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, trong lần khai giảng Tu Bát Quan Trai đầu năm. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Có lạnh không? Đâu có lạnh, ở xứ lạnh mà lạnh gì? Thưa đại chúng, trước hết con xin phép là thay mặt tất cả chúng đại chúng đang tu tập ở đây, chúng con thành tâm hướng về Hòa Thượng Viện Chủ Khai Sơn Tổ Đình Thiện Tường đã dày công kiến tạo ngôi tổ đình này trong vòng có mấy tháng. Nghe Hòa Thượng nói là mình mới có cơ sở này trong vòng có khoảng nửa năm trở lại thôi. Mà sau khi mà sang lại ngôi nhà thờ này thì đã tu sửa cũng như là dọn dập tự, rồi tổ chức an cư, rồi tổ chức các khóa tu liên tục. Thì chúng con niệm ơn Hòa Thượng đã thương tưởng và tạo duyên cho chúng con được về đây để cùng nhau tu tập. Và thưa đại chúng, là cái tâm nguyện của Hòa Thượng là hoằng pháp lợi sinh, giống như là cái câu mà chúng ta thường nghe đó, hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài. Tức là cái sự nghiệp của người tu là hoằng pháp. Hoằng pháp vi gia vụ, sự nghiệp của người xuất gia là phải làm sao làm cho Phật Pháp được lan rộng. Lợi sinh vi bổn hoài, tức là cái hoài bão mà mình luôn canh cánh trong lòng, là mình sao làm sao mình làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy chúng ta có tạo chùa, như hồi sáng Hòa Thượng đọc cái bài kệ trong cái bài ăn sáng, cho nên mình tạo chùa không phải làm gì khác mà để hoằng pháp. Mà để hoằng pháp tức là có cái cơ sở để mọi người cùng về đó tu tập. Cho nên dù chỉ trong vòng và mấy tháng kiến tạo rất là phôi thai, nhưng mà Ngài cũng cố gắng làm sao để thực hiện được các chương trình tu học. Và quý vị biết là khi vừa có cơ sở này xong thì khoảng tháng 9, tháng 10 vậy đó là Hòa Thượng đã gọi. Hòa Thượng bảo là tháng 11 tranh thủ về, nhưng mà Pháp Hòa đã có chương trình hết rồi, cho nên không thể về được trong cái cuối năm vừa rồi. Thì Hòa Thượng nói thôi sang năm. Thì Pháp Hòa có chuyến hoằng pháp đầu năm, năm 24, là vừa rồi là ở New York, ngày 3, ngày 4 Tây. Xong rồi ngày 5 bay qua đây, để chúng ta hôm nay, ngày 6, ngày 7, để chúng ta có chương trình 2 ngày này. Rồi ngày mai, ngày 1, tức là ngày 8 Tây, sáng 8 Tây, Pháp Hòa bay về lại Toronto một ngày. Sau đó là bay ngược qua Dallas, để có khóa tu ở bên Dallas cuối tuần, ngày 13-14. Thì đi cho tới gần 20 Tây mới về tới nhà. Mặc dù là sau khóa tu mùa đông xong thì cảm, nhưng mà đã lỡ bút hết, lỡ hẹn hết rồi, cho nên là phải vượt qua mọi cái cảm để rồi thực hiện được cái lời hứa của mình. Thì ở đây Hòa Thượng cũng sống bằng cái bản hoài của Ngài, tức là cái hoài bão của Ngài là làm sao làm lợi ích cho mọi người. Mà lợi ích chúng sanh đó, không có gì bằng lợi ích của tâm thức, tâm hồn, tức là mình truyền trao giáo pháp. Tại khi nào chúng sanh mình hiểu được, có tuệ giác, có trí tuệ, có biết cách sống, thì dù ở trong cảnh nghèo đói chúng ta vẫn an lạc.
Nếu mà nghèo đói thì chúng ta biết gói ghém mà sống. Nếu chúng ta có trí tuệ thì dù chúng ta ở trong cảnh nào chúng ta vẫn sống giống nhau. Ví dụ người có trí tuệ thì ở trong cảnh nghèo thì người ta lại biết tiết kiệm, sống đúng mức để không có phung phí. Có nhiều khi nghèo nhưng mà có cái tật sống sang, thấy không? Mà sang thì mau sợp cho nên rồi sợp thì nó xẹp cho nên là nếu như mà mình nghèo mà mình biết được mình an bần thủ đạo, an nghèo đây không có nghĩa là mình chấp nhận, mà mình an ổn bằng lòng vui vẻ với cái nghèo của mình. Cho nên có nhiều khi mình đọc cái câu là an bần thủ đạo đó, không? An bần thủ đạo nghĩa là mình chịu chết, mình buông tay, mình đành theo cái kiểu sống đó mà mình an lạc với những gì chúng ta có. Cho nên nếu mà người có học Phật, có hiểu đó, thì bất cứ cảnh nào sống cũng được. Cảnh nghèo thì biết mình túng khó, cho nên biết gói ghém sống, sống biết tiết kiệm, sống không phung phí, mà chẳng những vậy mà còn biết nghĩa là dành dụm để mà gì, để mà rồi đủ sống được như vậy nữa rồi. Thường ta nghèo ta hay sanh gì, sanh tâm tham, nhưng mà nhờ có học Phật cho nên nghèo mà không tham, thấy không? Nhờ có học Phật cho nên thay gì thường ấy, người ta sẽ thông cảm, thôi kệ, tại người đó nghèo quá người đó tham, nhưng mà cuộc đời người ta thông cảm thôi, chứ còn tội lỗi mình tạo mình vẫn phải chịu. Thí dụ lỡ mình ăn cắp, người ta bắt được, ta tha, người ta thông cảm. Hoặc là lỡ mình ăn cắp, mình lấy được, nhưng người ta nói tại mình nghèo quá mình đi ăn cắp, người ta thông cảm, có thể người ta tha, nhưng cái nghiệp mình tạo không mất, đúng không? Thành thử ra thí dụ như một cái người mà mình còn trẻ, mình làm một cái điều không đúng, người ta có thể nhìn vô, ta đại lượng mà, ta nhìn cái người trẻ ta thôi kệ, nó nhỏ, tha cho nó, nhưng mà cái nghiệp mình tạo không mất. Cho nên người có trí tuệ, có học Phật, lợi ích cho bản thân. Bản thân là gì? Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không sống sai với cái đạo đức. Cho nên rồi cái người giàu, cái người giàu thì người ta làm sao? Người ta cũng có được cái đạo, có được cái trí tuệ để người ta chi dùng cái tiền của người ta. Người ta không phung phí. Thường thường người ta nói là sao? Rảnh rỗi sanh nông nổi, bần cùng sanh đạo tặc. Nhưng mà nhiều khi giàu có thì cũng sanh cái bất thiện. Nhiều khi giàu có quá thì cái bất thiện pháp nó sanh. Hay là vì vậy cho nên bất cứ cảnh nào không có tu, cái bất thiện pháp nó có thể nó sanh hết. Trẻ, già, giàu, nghèo đều có cái bất thiện pháp nó sanh tùy. Vì nhưng mà người có học Phật thì có tuệ giác, có tuệ giác cho nên biết tự mình làm chủ lấy mình, không để cho những cái ác pháp nó sanh khởi. Ví dụ một cái vị xuất gia ở một mình, vì ở một mình cho nên dễ sanh tâm cô đơn. Chúng sanh mà, phải không? Mà hễ mà dễ cô đơn thì có thể sanh ra những cái bất thiện trong cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà nếu người đó có được cái sự tu tập thì đem cái thời gian của mình tu tập thì ít nhiều nó cũng sẽ kềm chế, nó không phải, nó có thể nó điều chỉnh, nó tiêu hóa được những cái phiền não, những cái bế tắc trong khi mình sống cái cảnh cô đơn. Còn mình sống với chúng thì nó được lợi cái phần là mình được hộ trì, nhưng bù lại thì va chạm. Mà chính cái va chạm thì chúng ta phải nhẫn nhục, chúng ta phải sống bằng một cái phương pháp tu tập nữa. Quý vị thấy điều mà nói không? Một mình thì nó làm sao? Không ai phiền mình. Nhưng mà bù lại thì tâm tư mình dễ rơi vào cái trạng thái buồn tẻ, cô đơn, trầm cảm, nếu không có tu tập. Còn nếu mình sống chung với chúng thì được cái là sắp tấn mình tới giờ đi tu chung, ăn chung, tụng kinh chung. Nhưng mà sống chung thì thế nào cũng phải đụng, mà đụng thì phải chạm,
không mà chạm thì phải sẹt, sẹt lửa hay sẹt sét, sấm sét gì đó tùy, nhưng mà tất cả mọi cái hình thức trong cuộc sống chúng ta đều phải thể hiện cái sự tu tập. Vì vậy quý vị thấy rõ ràng không có gì ngoài qua cái sự tu hết. Dù một mình, dù nhiều mình, hay dù nghèo, dù giàu, chúng ta đều phải tu cả. Nam có cái khó khăn của người nam, nữ khó khăn của người nữ. Rồi bây giờ mình sáng con mắt, mắt mình sáng thì mình cũng tốt, nhưng mà bù lại thì sao? Vì mình sáng quá cho nên gì mình cũng thấy hết á. Và cái tật của mình thấy đâu có để yên, thấy là phải nói, nói riết lâu ngày mắt thằng bố. Rồi mình có lỗ tai, tai phải nghe, nghe là phải nhận xét, nhận xét lại phiền não. Rồi ngược lại cái người kia không còn nghe nữa thì họ cũng phiền, nó nói ai nói gì tôi cũng nghe, nhưng bù lại họ cũng chẳng phiền gì hết, tại có nghe gì đâu phiền. Đó, cho nên quý vị mới thấy là cái sự tu tập của chúng ta là tại sao chúng ta phải tu. Tại vì chỉ có khi nào chúng ta tu thì chúng ta mới có đủ cái định lực, cái nội công để chúng ta khắc phục, chúng ta điều hòa từ thân cho tới tâm của mình. À, cho nên mình trong cái bài đọc kinh ăn quán nguyện thứ ba đó, là nguyện ăn uống như thế nào để giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài, và ăn uống có chừng mực. Cho nên mình bước ra sân thì mình phải quấn thêm cái khăn, đội thêm cái nón, nhưng vì cho nó điều hòa, bị ở ngoài lạnh hơn. Nhưng bước vô trong này thì trời ấm hơn, thì chúng ta lại bớt cái nón, bớt cái khăn, thí dụ vậy. Cho nên điều chỉnh thân tâm là điều rất là cần thiết. Và chúng ta tu tập là làm sao chúng ta có được cái đó. Chúng ta có được cái trí tuệ để chúng ta khắc phục mọi cái hoàn cảnh, dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ cái chuyện gì xảy đến với mình. Mình mới tu, mình mới là người xuất gia, hay mình mới vừa người nhập đạo còn rất nhiều khó khăn. Tại vì sao? Tại vì mình không biết gì hết, mình cũng chậm chạp hơn người ta rồi. Rồi mình không thuộc kinh, thuộc kệ gì hết, mình cũng chậm chạp hơn người ta. Nhưng mà cái đó không phải là để cho mình mặc cảm, tự ti, mà để cho mình thấy rằng mình sẽ nỗ lực. Rồi những vị nào mà ở trong chùa lâu năm mà thấy những người mới tới thì không có bắt nạt, mà phải thương, phải nâng đỡ và phải nhẫn nại chịu khó để dần từ từ dẫn cái người đó đi. Tại vì mình muốn đi tới nơi thì mình muốn đi trước thì đi một mình, còn mình muốn đi tới nơi, tới chốn, tới thành tựu thì phải đi chung. Quý vị có thấy không, nhiều khi hai vợ chồng đi chợ, ông chồng đi nhanh hơn bà vợ, ông đi ta te ra tối hôm trước, cái lát ông đứng đó ông chờ. Rồi khi nhiều khi ông thấy bà chậm quá, cái ông đi bộ ngược trở lại, cái ông dẫn bà đi, mất công vậy đó. Nhưng mà lúc đầu là ông cứ bước ra sân cái là ông đi ta te vậy đó. Cho nên đó, nếu mình muốn đi, mình muốn đi trước thì đi một mình, mà muốn đi tới thì phải đi chung. Tại vì mình tới mình sao đi được, cho tới nơi thì phải cuối cùng tới nơi, tới vô cửa rồi, bây giờ tới cửa chợ rồi biết mua gì, mình là người dẫn bà đi mà. Cho nên cuối cùng mình đứng trước cửa chờ bà, thì thôi cũng đang nào cũng chờ, phải chi nãy đi chung cho nó tình không. Phải đi nãy đi chung là tình rồi, phải không? Rồi mà mình điên mình cái bãi như này bà bực. Cho nên quý vị thấy không, trong cuộc sống nhiều khi nó lắc nhắc vậy đó. Lắc nhắc chứ đâu có chuyện gì lớn đâu. Nhiều khi mình sống trong chúng cũng không có chuyện gì lớn đâu. Đó, cứ lắc nhắc vậy đó. Hai người sống chung mà chỉ cần một người gọn và một người hơi không gọn thôi nha. Chưa nói là bừa bãi nha. Chỉ người hơi không gọn thôi là đã có chuyện rồi đó. Mà gặp cái người bừa bãi mà đụng đâu, có cái người có cái bệnh, có cái tật là làm không có dọn. Chỉ biết làm mà không dọn. Còn cái người mà vừa làm vừa dọn, hoặc là cái người dọn thôi là lúc nào cũng phiền hà với người bừa bãi. Rồi cuối cùng chúng ta thấy trong cuộc sống mình phiền não có lớn lao gì đâu, đâu phải dành miếng cơm miếng cháo gì đâu, toàn là vậy đó. Dọn cái chén cũng nói, dọn cái ly cũng nói. Nhưng mà
mình nói tại sao vẫn có cái chén, đúng chỉ có một cái chén, nhưng mà quá nhiều lần thì nó đâm ra nó phải phiền não, phải không? Vậy thì chúng ta tu tập sống chung cộng trú để làm gì? Để chúng ta thấy được cái tật của mình, mình sống với chúng, mình phải dẹp đi những cái tật lặt vặt của mình để mình hài hòa với chúng. Dĩ nhiên cái người dọn, nếu trên nguyên tắc, nếu anh tu anh cứ dọn đi đừng nói vậy đó, nhưng mà như vậy chưa phải là lợi ích cho nhau. Người kia thấy dơ thì phải dọn, nhưng mình cũng phải trợ hộ cho người kia bằng cách là chính mình cũng phải gọn ghi gọn ghẽ đi một phần để đừng làm phiền đến ai, phải là giảm thiểu phiền cho người khác. Cho nên tiếng Mỹ suffer less, mình sống với nhau là để mình làm giảm cái niềm đau nỗi khổ cho nhau, chứ không phải là sống với nhau rồi mình cứ tăng trưởng làm khổ nhau. Rồi đôi khi mình ỷ lại, mình nói có gì đâu, có cái nón thôi dẹp, có cái nón mà cũng la, có cái găng tay mà cũng la. Nhưng mà nhiều lần như vậy, cho nên hôm nay đó quý vị sống chung như vậy gọi là cộng gì? Cộng trú. Ngồi đây là cộng tu thôi, ngồi ngay chánh điện là cộng tu thôi, về phòng là cộng trú đó. Ngồi ăn cơm là cộng trú đó. Cho mình nhìn, mình thấy, thí dụ mình thấy thiếu chỗ thì mình nhích quan chút để thêm được một người đó. Rồi mình bên kia thiếu chỗ thì mình nhường chút. Một mình gom hai ba cái mền mà trong khi đó người không có cái nào hết thì mình cũng chia sẻ một chút. Đó là cái lợi hòa đồng quân là vậy đó. Cho hồi sáng này là hòa thượng ngồi ăn thì nhìn xuống thấy người nào thiếu thì ngài lại nói ô thôi mình chia đi người một cái hai cái cho vui. Đó là cái tinh thần lợi hòa đồng quân đó. Thì bởi vậy cho nên á, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta đặt cho mình một cái câu hỏi, mình tu tập gì? Đời sống của chúng ta không phải mình thọ tám giới đó rồi là tu, rồi tới giờ mình lên tụng kinh là mình tu, tới giờ mình ngồi thiền là mình tu, mình nghe pháp là mình tu, buông ra mình sống, mình bất cần ai hết, đó thiếu. Cái tu đó được nhưng mà nó chưa có trọn. Trọn hơn nữa là ngoài những thời khóa chính thức, mình còn phải quan tâm với những cái tiểu tiết trong cuộc sống. Để chúng ta làm gì? Để nó đừng có chỗ hở, mà hở nó hao hít lắm. Cũng giống như cái nhà của mình vậy thôi, phải không? Nhất là ai ở xứ lạnh là kinh nghiệm nè, không? Chỗ nào mà cái cửa nó hở, cửa sổ nó hở là nó rất là hao hít. Mặc dù nó không mở toang như một cánh cửa sổ, nhưng mà nó rất là hao hít, hao sưởi. Thì cũng như thế, trong cuộc sống của mình nhiều khi mình quan trọng những cái lớn thì mình lại bỏ đi những cái nhỏ, mà chính những cái nhỏ chúng ta bỏ ngỏ bỏ quên đó, nó sẽ thành một cái thao tốn cho mình, phải không? Đó, chúng ta thường gọi là bỏ ngỏ cái chuyện đó. Chẳng hạn như mình gặp nhau mình xá chào, mình lâu ngày mình cũng coi thường cái chuyện đó đi, bỏ ngỏ cái chuyện đó thì lâu ngày nó làm sao? Nó thành ra một cái thói quen là chúng ta không còn biết cung kính nhau. Mà trong một đoàn thể sống chung hay trong một ngôi nhà sống chung mà chúng ta thiếu sự cung kính nhau thì từ đó nó đã giảm đi cái phần gọi là hạnh phúc rồi. Tại vì thiếu cung kính, mà thiếu cung kính thì không có nghe lời. Có cung kính mới phụng mệnh chứ, mới nghe lời chứ. Đó, đó là một cái việc nhỏ thôi. Hay là phóng vào ví dụ như là mình mặc cái áo tràng xong, mình không có xếp cái áo tràng cho nó ngay, mình lại để cái áo tràng mình quấn nùi lại, mình nói ôi tu hành mà đơn giản đi. Mình trong khi đó áo gì cũng ủi hết á. Thậm chí có nhiều người kỹ đến mức độ là cái áo thun mặc ở trong cũng ủi, mà cái áo tràng thì nó nhăn. Chúng ta bỏ ngỏ cái chuyện đó, không? Rồi lâu ngày á, mà trong khi đó cái áo đó mặc làm gì? Mặc để trang nghiêm thân tâm, để mình lên mình dự một khóa lễ trên chánh điện, mà người ta nhìn vô cái áo của mình nó nhăn nheo, mà thậm chí nó dơ, nó hôi nữa. Thành thử ra chúng ta bỏ ngỏ một cái chuyện đó. Cho nên mình phải tập làm sao Phật tử phải biết xếp cái áo tràng, làm lễ xong rồi phải biết xếp cái áo tràng.
Hay là thậm chí mình bước vào trong chánh điện, mình đứng giữa ngay chánh điện, mình mặc áo tràng. Đó, ta nói đừng có chấp. Đâu phải, đó không phải là chấp. Nhưng mà cái đó là một cái chuyện tối thiểu lễ nghi cung kính chúng ta cần phải có. Mà chúng ta cứ bỏ ngỏ cái chút chút đó mà chúng ta cho là tiểu tiết, thì lâu ngày nó thành ra một người sống không có cái uy nghi, không có một cái nghiêm túc. Mà cái nghiêm túc, cái uy nghi của người tu là gì? Chính là những cái chỗ đó. Cho nên mấy đứa nhỏ, nhiều khi Pháp Hòa để ý, hồi nhỏ mình dạy kỹ. Đây là bản thân Pháp Hòa thôi. Kinh nghiệm hồi nhỏ mình dạy kỹ. Nói chuyện với người lớn mà thiếu chữ dạ thôi là Pháp Hòa ngồi và nhắc. Hỏi ăn cơm chưa con? Rồi. Cái Pháp Hòa nói dạ. Cho nên dạ rồi. Thì mình dạy từ nhỏ như vậy. Nhưng khi lớn lên thì mình nghĩ thôi, con mình nó cũng lớn rồi, 20 tuổi, 30 tuổi rồi, thì đôi khi nó bắt đầu nó lười mấy cái chuyện đó, nó nói chuyện ngang trần, cục ngủng, nhiều lúc mình khó chịu. Mà bây giờ lớn rồi, nhắc làm sao? Nhắc thì nó tự ái, phải không? Nhắc là tự ái, cho nên phải tìm mọi cách trong lúc những cái bữa ăn để nhắc nhở nhẹ nhẹ, để mà nếu nói thẳng ngay lúc đó thì hơi khó. Thành thử quý vị mới thấy là chúng ta mà hãy mà bỏ quên, thôi kệ nó đi, nó lớn rồi bỏ qua, thì bắt đầu nó thành ra một cái chuyện tệ hại nhỏ nhặt mà rất là cần thiết trong cuộc sống, như là sự lễ phép, như là sự cung kính. Cho nên mình là một Phật tử, một cái đẹp của người Phật tử là khi chúng ta biết gìn giữ những cái rất là nguyên căn bản trong đạo, trong lễ nghi, đi đứng khoan thai, giữ gìn chánh niệm trong chánh điện, mặc áo tràng thì phải xếp lại đàng hoàng, khi chuẩn bị vào khóa lễ mặc áo tràng mình nép qua bên, nếu chùa chật mình phải mặc trong chánh điện cũng không sao, nhưng mà mình đứng vô góc, mà hễ tụng kinh rồi thì đứng qua góc để mình ra áo, mặc áo, vân vân. Những cái rất là nhỏ như vậy, mà chính những cái nhỏ như vậy đó, nó sẽ giúp cho mình điềm đạm, trang nghiêm. Một đời sống hàng ngày cũng vậy, đôi khi chúng ta cứ lắc nhắc những cái chuyện nhỏ nhỏ, nhưng mà chính cái chỗ đó nó sẽ dễ tạo cho mình những cái khổ đau phiền não. Thường thường á, cái người mà người ta giận mình mà đến mức độ người ta phải ra mặt ta nói luôn á, từ đâu? Từ người ta gom những cái nhỏ lại. Mới đầu chuyện chút người ta bỏ qua, bỏ qua lâu ngày bắt đầu nó add up, nó lớn lao rồi bắt đầu ta nổ. Ta nổ bắt đầu người ta kể ra hết. Ta kể hết chuyện là cái mình mới giật mình. Trời ơi, chuyện nhỏ vậy cũng để ý. Thành tự ra chính quý vị để ý cái chuyện này. Lạc vặt vậy đó. Giờ đôi khi trong cuộc sống của mình là chúng ta không có giận dữ gì nhiều đâu. Cái ly, cái chén, miếng rác như vậy thôi. Lặt vặt vậy. Chúng ta gom thành rác là gì? Một miếng thôi, nhưng mà nguyên miếng thì nó thành ra thùng rác. Mà nhiều thùng thì thành đống rác. Mà nhiều đống thì thành ra bãi rác. Nó từ ngữ nó có hết. Một miếng rác, một thùng rác. Rồi gì nữa? Một đống rác, rồi một bãi rác. Thành thử ra tất cả phiền não nó cũng thế. Thiền não nó cũng thế. Những cái nhỏ nhỏ rồi chúng ta gom lại. Cho nên mỗi tháng chúng ta có một phương pháp tịnh tâm. Đó là cái phương pháp chúng ta trở về chùa. Rồi tùy theo cái hoàn cảnh, cái chương trình sinh hoạt, đều tổ chức những ngày tu. Có những nơi thì tổ chức bát quan trai, phần lớn là bát quan trai. Có những nơi tổ chức tu tập, qua một ngày tu tập quán niệm, chánh niệm, chứ không phải là bát quan trai. Nhưng mà tại sao chúng ta lấy bát quan trai làm chuẩn? Là bởi vì đó là một cái giới pháp mà ai cũng có thể thọ, không luận người đó đã quy y Tam Bảo chưa. Người chưa quy y Tam Bảo vẫn có thể thọ bát quan trai như thường, chứ không phải nó là người đã quy y rồi mới được thọ đâu. Bất cứ một người nào. Tại vì sao? Tại cái giới này
nó chỉ có tác dụng 24 giờ. Nó có tác dụng 24 giờ mà mình tu tập cái giới này để gieo cái duyên, gieo cái duyên, cho nên nó không phải là cái giới trọn đời vĩnh viễn. Ví dụ bây giờ một cái người đó họ không phải Phật giáo, hay là người đó chưa bao giờ biết chùa chiền gì hết, ngày hôm nay họ nghe đây mình có Bát Quan Trai, tới họ thọ trì Bát Quan Trai giới được hết á. Mình không cần hỏi ảnh là ảnh quy y chưa, không cần hỏi. Và thậm chí nếu mình hỏi anh tên gì, pháp danh gì để ghi danh vậy thôi, ảnh nói tôi tên là Nguyễn Văn A, không có pháp danh, vẫn được thọ như thường, chứ không phải là có pháp danh quy y rồi mới được thọ. Vậy thì một tháng mình về chùa một ngày đó để làm gì? Để cho mình thúc liễm, để cho mình huân tu, để mình trở về, mình vẫn có được cái vốn liếng để mình ứng, mình sống trong một ngày đó. Rồi tùy theo hoàn cảnh, có chùa thì huân tu tịnh độ niệm Phật một ngày, có nơi thì một ngày quán niệm, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, nghe pháp thoại, pháp đàm, vân vân. Có nơi thì là một ngày trì kinh, tổ chức một ngày trì kinh, tức là sáng vô ngồi trì mấy tiếng, rồi nghỉ, rồi ra ăn trưa, ăn trưa xong nghỉ ngơi chút là vô trì kinh tiếp. Một ngày đó không để cho mình vọng tâm sinh khởi đi đâu hết. Còn Bát Quan Trai thì lấy 8 cánh cửa trai giới, hồi nãy quý vị thọ đó, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, chứ không có tà dâm nghe. Chữ tà dâm đó lễ cho ngũ giới người ta thọ thôi, còn mình đây là giới của người xuất gia, cho nên bất dâm là 3 rồi. Thứ 4 là không nói dối. Thứ 5 là không uống rượu hút thuốc. Thứ 6 là không trang điểm son phấn. Thứ 7 là không đờn ca sướng hát. Thứ 8 là nằm ngồi giường cao rộng lớn. Thứ 8 là không ăn phi thời. Trừ khi nào quý vị có bệnh thì quý vị xin tôi phải 2 tiếng ăn một lần để uống thuốc. Mình thưa với đại chúng để mọi người cảm thông, hiểu. Thì lấy 8 cánh cửa để ngăn chặn 6 trần, 6 căn của chúng ta, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Lấy cái đó đóng lại, nhưng mà rồi rốt cuộc cũng phải mở hé hé một chút. Người nào bệnh tiểu đường phải ăn, mặc dù không cái lấy cánh cửa đóng lại không được ăn phi thời, tức là ngoài giờ quy định. Nhưng mà quý vị thấy không, nếu đúng phi thời là mình không ăn trưa, xin lỗi, không ăn chiều, không ăn chiều. Nhưng không phi thời đây cũng có nghĩa là chúng ta không có ăn ngoài giờ đã quy định chung với nhau. Ví dụ mình quy định chiều nay 6 giờ ăn chiều rồi, thì ngoài ra 6 giờ mình không ăn thêm nữa. Lát nữa xuống thấy người ta chiên đậu hũ giòn để cả rổ vậy, đừng bốc thử. Tại vì đó là phi thời. Còn nếu đại chúng đồng ý cho mình được thọ nhận chung thì tất cả cùng ăn. Thì đó là pháp hòa nói sơ để đại chúng hiểu là tại sao trong Phật giáo một vị Phật tử có nhiều cái chương, trong chùa lại có nhiều cái chương trình tu học. Vì nó khác một cái là mình không phải chỉ trở thành một tín đồ chấm hết, không? Mà cái tín đồ tức là một cái người đệ tử của Phật giáo, chúng ta phải làm gì? Chúng ta tu tập không phải để chúng ta có được một cái mớ kiến thức đi khoe khoang với ai, mà để chúng ta được có được cái nội lực để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống trong mỗi ngày và bất cứ hoàn cảnh nào. Dù thời tiết có lạnh, có nóng, dù có người kia có như thế nào, chúng ta vẫn có những phương pháp để chúng ta ứng xử. Ứng xử đây không phải là đối phó, mà ứng xử đây là chúng ta có thể sống khế hợp được với người đó. Cái này là cái điều chúng ta cần có. Phật giáo dạy chúng ta là khế hợp chứ không có chống, không có chống bán ai đó, không có đối phó với ai đó, ngay cả chính mình. Thí dụ như bây giờ mình đang phiền não, nó nói tôi đi phiền não quá, tôi kiếm cái gì tôi đối phó với phiền não tôi. Mà khi mình khởi tâm đối phó, nghĩa là mình thấy kẻ kia là ai, cái kẻ kia là kẻ mình không thương, không thích. Không, người nào cũng đều, người đó chỉ là một đối tượng
để tôi ráng tôi sống làm sao có ứng hợp thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ngày hôm qua trên xe, trên đường về thì Hòa Thượng viện chủ mới hỏi là nếu mình tụng kinh tiếng Anh mình tụng được không? Thì Hòa nó hơi khó, tại vì chữ tiếng Anh mình dịch ra đó, có nhiều khi nó không có, mình dịch được cái nghĩa nhưng mà cái âm điệu nó hơi thiếu. Nhưng mà nếu mình kinh tiếng Anh mà dịch xong rồi mà được đem biến phổ thành nhạc á, không, phổ thành nhạc thì dễ ca, dễ ca, mà ca như là ca lễ vậy đó, thì Hòa Thượng nó ồ giống như là mình ca bên nhà thờ thánh ca. Mà nói đúng, thì mình khế, mình gì, mình khế hợp được, mình khế hợp được, tức là mình lấy cái lời kinh, mình lấy được cái âm nhạc của thánh ca, mình phối hợp làm sao để người ta vẫn có thể ca lên một cái bài ca dưới cái âm điệu của nhạc, nhưng mà nhạc lễ, và chuyên chở được cái đạo lý để tu tập, để ứng dụng, để sống, để tu. Thì quý vị nhớ là mình khế hợp chứ chúng ta không có chấm. Đó, giống như bây giờ nè, đó, cái nhà thờ đây, quý vị thấy nhà thờ đây rồi mình vô mình thấy cái gì mà mình có thể sử dụng lại được. Như là sáng này Pháp Hòa bước vô, từ ở cái cửa chánh điện này là sáng nãy mà mới tới, chứ đêm hôm tới khuya quá không có qua. Thì khi tới đây rồi thì sáng nay đi tới đây thì ra tới cửa, Pháp Hòa nhìn lên thấy ba cái khung cửa, cửa nhà thờ nhỏ nhỏ qua đây. Trời, cái này đúng quá ha, Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thí dụ người ta có thể nghĩ rằng cái này là Chúa Ba Ngôi, nhưng mà bây giờ mình tới đây rồi thì mình khế hợp được, mình nói sao? Phật Pháp Tăng Tam Bảo, giới định tuệ tu trì. Đó là khế hợp. Cái gì người ta có, chúng ta không cần phải đập đổ, mà chúng ta có phải vận dụng được, sử dụng lại được không? Vậy làm sao chúng ta ứng xử được? Cho nên một cái người sống, họ sống không dễ thương, mà chúng ta tìm cách đối phó, nghĩa là chúng ta chồng chất cái oán. Và khi chúng ta nghĩ tìm cách đối phó người đó là trong tâm mình phải ghét họ. Ghét họ mình mới tìm cách mình đối phó. Còn cái cách của Phật giáo á, là chúng ta biết họ là người không dễ thương, nhưng chúng ta phải làm sao để cho họ được dễ thương và mình có thể sống được với người này. Cái chuyển hóa tận gốc không dễ thương của họ mới là quan trọng. Còn mình đối phó họ thì họ sẽ tìm cách họ đối phó mình, thì mình chỉ tăng trưởng cái không dễ thương của họ thôi, chứ mình không thể chuyển hóa được cái tận cái gốc không dễ thương của họ. Quý vị hiểu được chỗ này không? Bây giờ ví dụ cái người cơ họ ghét mình tìm cách mình nói xấu để bị bào chữa cho cái mà họ đã đi nói, họ ghét mình, họ nói không đúng với mình, chi bằng làm sao mình sống như thế nào, mình đến với họ như thế nào, để mà làm sao mình chuyển cái tâm ghét họ, và từ đó cái chữ ghét không còn, thì họ không có suy nghĩ, họ không phải cực khổ suy nghĩ là làm sao ghét mình hơn hết á. Thật ra cái cách đó là cái cách chúng ta cần làm. Cho nên chuyển cái gốc khổ quan trọng. Vậy thì chúng ta tu tập á, là để chúng ta có được cái nội lực đó. Chúng ta có được cái nội lực đó. Ngày hôm qua có một câu hỏi mà Pháp Hòa chưa có trả lời. Một câu hỏi của mấy em trẻ. Nó hỏi vậy chứ, cha mẹ sanh con ra thì cha mẹ nuôi con đó là bổn phận. Vì quan niệm của nó là gì? Mình đem nó ra thì mình phải có bổn phận nuôi nó thôi, chứ làm gì có tình thương trong đó. Mà mình cứ hay nói cha mẹ thương con thì nó không thấy cái đó, nó thấy là chỉ có bổn phận thôi. Quý vị thấy nó nói cũng có lý không? Rồi nó nói nếu mình không thích bổn phận thì đừng sanh nó ra, mình không thích có trách nhiệm thì mình đừng sanh nó ra, mà mình sanh nó ra thì mình phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm lo lắng cho nó. Nôn một thì Pháp Hòa có nói như thế này,
Đúng, trong cuộc sống này tất cả chúng ta ai có cái gì chúng ta phải đều có trách nhiệm với nó hết. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ là trách nhiệm mà không có tình thương thì cái đó nó vẫn sống, nhưng mà nó sống sao? Nó sống một cách rất èo uột, bình thường. Phải không? Ví dụ, nếu mình nói là tôi phải có trách nhiệm bổn phận lo cho con, thì mỗi buổi chiều về tôi chỉ cần nấu đại một cái gì bỏ lên bàn, ăn không ăn kệ, tôi làm bổn phận của tôi rồi đó. Đúng không? Tôi làm bổn phận của tôi rồi đó. Đồ ăn có sẵn, tôi đâu có thiếu bổn phận. Còn các con tôi ăn gì ăn kệ nó. Nhưng người mẹ đâu có làm vậy đâu. Người mẹ sẽ quán chiếu coi con mình đứa nào thích ăn món gì, và thậm chí đứa nào nó bị allergy món gì, món gì nó thích, món gì nó không thích, mẹ sẽ nấu cho nó ăn. Như vậy nấu là bổn phận, nhưng tìm hiểu coi con mình nó ăn cái gì nó thích, ăn cái gì nó không thích, ăn cái gì nó bị dị ứng, cái đó là cái gì? Đó là tình thương. Đó là tình thương. Rồi bây giờ mình có một cái cây, mình đi ngang mình tưới cho nó một miếng nước, miệng nó sống được rồi, thì cũng là bổn phận mua cây. Nhưng mà tại vì mình thích có cây cối trong nhà, mình mới đi mua. Nghĩa là mình có cái thích mình mới đi mua về. Nhưng nếu mình mua về mình chỉ tạt cho nó gáo nước thôi, thì đó là bổn phận đó. Nhưng nếu mình tìm hiểu coi cây này loại cây gì, nó thích nắng hay nó không thích nắng, nó cần nhiều nước hay nó ít nước. Có nhiều khi mình tưới quá trời nước mà nó không sống. Là vì sao? Vì nó là loại cây không cần nước nhiều. Mình nghĩ đơn giản là cây nào cũng cần nắng, cứ nắng xách nhỏ ra phơi cuối cùng nhỏ chết ngắt. Nó sao kỳ vậy? Tới cuối cùng mình phát hiện ra nó là loại cây thích bóng mát. Ví dụ như cái cây, quý vị biết cây lá lốt á. Lá lốt là nó mọc ở dưới bóng mát. Chỗ mát là lá nó càng to, mà chỗ nào nắng là lá nó không to. Ví dụ vậy. Như vậy thì trong cuộc sống này của chúng ta ai đều cũng có bổn phận cả. Nhưng trong bổn phận đó có tình thương. Còn nếu mà không có tình thương mà chỉ sống bổn phận thì cái đó nó rất là máy móc đó. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy mà đại chúng để ý. Bây giờ nếu một cái áo á, dơ thì phải giặt, đó là bổn phận. Áo dơ thì phải giặt. Nhưng nếu mình biết áo loại nào giặt mềm, giặt nhanh, giặt không được để những cái chất tẩy thì nó hư. Và thậm chí loại nào đi dry clean, loại nào giặt thường lượt, loại nào phải hand wash, loại nào phải machine wash, có phải không? Chứ đâu phải nói miễn có cái áo là bổn phận là cứ dơ là giặt. Không, phải tìm hiểu cái áo đó nó có thể giặt bằng cách nào. Trong cuộc sống này cũng thế. Làm gì mà chúng ta có đều có phải có trách nhiệm, có bổn phận chứ? Ngay cả chính mình nè, mình phải, cái cơ thể mình đó, bổn phận của mình là phải cho nó uống nước. Nhưng mà mình phải biết nước gì, nước gì cần, nước gì không. Bổn phận mình phải cho nó ăn, nhưng mà cái gì nó ăn nó thích hợp. Chứ đâu phải nói tới giờ nó đói rồi thôi kệ tống đại miếng vô đi, phải lựa cái gì nó ăn được nữa. Bây giờ bữa nay tôi bao tử tôi nó đau quá, cho nên tôi không dám ăn cái gì cứng, thí dụ vậy. Bữa nay trong người tôi nóng quá, tôi không dám ăn cái gì chiên. Rõ ràng không? Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta học Phật để chúng ta có được cái trí hiểu biết và cái tình thương lớn, gọi là đại trí đại bi. Mà người có đại trí đại bi không phải chỉ làm những bậc đại Bồ Tát, mà chúng ta làm những Bồ Tát hiện hữu trong cuộc sống của mình. Bồ Tát cho chính mình, Bồ Tát cho những người xung quanh. Và quý vị nhớ là tất cả những gì trong cuộc sống này, làm sao chúng ta ứng hợp được, khế hợp được.
Ví dụ như cái bàn đó, nó lệch một chút, nó hơi méo một chút, nó cập khểnh một chút, chúng ta chỉ cần chêm thôi là cái bàn nó ngay. Cái đó nó dơ, chúng ta chỉ cần lau chùi rửa lại thôi. Không biết ở đây khi mình dọn vô cái nhà thờ đây, mình có những cái băng ghế nhà thờ không? Những cái băng ghế nhà thờ thường rất là chắc, chúng ta đâu cần cưa bỏ làm chi. Những cái ghế đó sử dụng lại xài rất là tốt. Cho nên hồi đó Pháp Hòa cũng có sang là cái nhà thờ trước khi mình xây cái chùa Trúc Lâm hiện tại đó. Nhưng mà nhà thờ đó lâu lắm, mà cả trăm năm rồi. Thì trong nhà thờ chỉ còn sử dụng lại được mấy chiếc ghế thôi. Và thưa đại chúng, 6 cái bàn mà nhà thờ còn để lại đó, mặc dù nó cũ nhưng mà nó rất chắc. Cho đến giờ phút này, chùa Trúc Lâm vẫn giữ 4-6 cái bàn đó để sử dụng. Và ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình tu tập để mình phát triển cái tuệ giác của mình. Và khi tuệ giác của mình có rồi thì tình thương của mình nó có mặt chung để làm gì? Để thấy hiểu và chúng ta thích ứng được, chứ chúng ta không chống bán được. Không có tu tập là không có chống bán gì hết, không có đối phó với ai hết. Ví dụ như bây giờ cái chân mình nó tê nè, đó quý vị ngồi quý vị tê, không lẽ quý vị nói mày tê hoài đó, tao chặt cho rồi. để mai mốt tao lên tao ngồi chùa tao ngồi thiền khỏi mày là khỏi làm phiền tao nữa. Đâu có đâu, phải không? Tê quá thì sao? Đổi cái cách ngồi làm sao cho nó dễ chịu, có phải không? Rồi lỡ mà bây giờ nó nhức cái chân quá, cái mình nhẹ thả cái chân ra, rồi mình lòn cái tay mình ở dưới cái vạt áo tràng á, mình lấy tay mình xoa. Vậy cái áo tràng này á, nó che cái chân mình lại, và thậm chí giúp cho mình xoa chân mà không ai biết nữa. Vừa nghe pháp vừa massage. Mình đâu có đối phó gì đâu, nhưng mình biết sao? Mình biết comfort, mình biết điều hòa nó trở lại. Đời sống của chúng ta, từ mọi cái vật cho đến những cái vấn đề trong cuộc sống, cho đến những con người trong cuộc sống, chúng ta đều là như vậy hết. Bây giờ thử hỏi, nếu một cái người mà không thích, mình dục khỏi quan bên, mình chơi với ai, mình sống với ai? Rồi một cái vật mà nó hơi chút gì mình chưa biết gì hết, mà thấy nó lem lút lút chút rồi làm bỏ đi đâu có được. Tất cả phải làm lại hết. Hồi đó Pháp Hòa có mấy chú tiểu đó, mấy chú lớn nhanh lắm, mai quần áo không kịp mà mặc hao đồ lắm. Cho một bộ đồ mặc chừng tháng sau là hai cái đầu gối nó rách, từ tại vô trường nó chơi đó, cái đó về nó rách cái ngoài giá hai cái lỗ giá, xong cái nó xoay ra đằng trước, nó mặc hai cái lỗ giá nó xoay làm sao. Tháng sau rách trước hai nữa, cái hai ở dưới 4 cái tivi. Bây giờ ổng cao quá làm sao đây? Nói dưới khúc cái chân thì nó kỳ, Pháp Hòa nói cái lưng quần. Pháp Hòa nói cái lưng quần đó, đó là mặc cái đái nó thào nguy. Cái đái quần thào mặc trong nhà mà. Mặc đến khi nào không còn mặc được nữa. Lớn quá là không được mặc nữa, nhưng mà nó vẫn không cũ, nó không hư. Pháp Hòa xếp cất để dành, chú khác vô tiếp tục mặc. Nhà nghèo mà. Nuôi con nghèo phải có cách chứ. Cho nên là truyền thừa bao thế hệ. Ngày hôm qua thầy Chân Tạng mặc một bộ đồ của Pháp Hòa từ hồi Pháp Hòa còn là sa di. Áo Nhật Bình của Pháp Hòa nè, cái hậu màu lam nè, cái y nè, tất cả mấy cái áo mặc của Pháp Hòa hồi sa di Pháp Hòa còn mới tanh, ta mặc rất là kỹ. Mà dơ tay vô tay người trẻ sau này là nó bỏ chữ kỹ, nó còn chữ kỳ á, mặc tới đâu phải kỳ tới đó. Nhưng mà bà thưa đại chúng như vậy đó. Rồi quý vị biết không, những cái áo mà nó chật hết, nó rách hết, không còn, Pháp Hòa lắc là hết mấy cái nút. Tại cái nút tốt để dành mình đơm, tại nó mặc đó, nó đâu có mở nút như mình đâu, nó kéo vậy nè. Cho nên á, mỗi một lần mà dạy mặc áo vạt hò mà nút bóp á, là Pháp Hòa phải ngồi dạy lấy cái ngón tay mở từng nút. Tại vì thường thường người trẻ nó đâu có làm vậy, nó làm sao? Nó kéo cái rẹt à. Đó. Rồi có nhiều chỗ Pháp Hòa còn thấy họ ăn gian luôn nữa.
áo vặt hò mà không may hết trơn ở trường có cái lỗ chồng vô. Pháp Hòa mới nói cái này là dạy làm biếng, mặc dù tiện lợi đó, nhưng mà tiện lợi bây giờ mà bất tiện về sau là gì? Nó không biết cách gài nút. Cho nên mình giặt một chiếc vớ, làm cái gì đó cứ làm đúng, làm đúng rồi tới giờ làm, nhưng mà quý vị nhìn coi, nó không có cái sự cố gia tâm vào đó thì nó thành cái gì? Mình cắt một cọng rau, mình rửa một miếng rau, rửa để mà gọi là có rửa thôi, thì nó sẽ không sạch, giặt nó sẽ không sạch. Vậy thì trong cuộc sống này, ngoài bổn phận, chúng ta cần có tình thương. Tình thương tức là sự gia tâm của mình vào đó. Mà có tình thương thì sẽ ôm ấp được tất cả. Thì ngày hôm nay, những gì chúng ta đang làm cho một Phật tử, một người Phật tử về chùa tu tập, tại vì Pháp Hòa cứ nhiều khi chính bản thân mình cũng sẽ thắc mắc, mình biết, rồi người ta sẽ ủa sao Phật giáo là cứ đi chùa tu tập thế này thế kia, mình làm để làm gì? Mà nếu mà nó không có cái lợi ích thì tại sao mình lại phải đổ đường bao nhiêu tiếng đi? Không phải đâu, tại vì bữa nay ở đó có chương trình gì đặc biệt, cho nên bất cứ ở nơi nào, ngày nào, giờ nào, sự tu tập chúng ta vẫn có mặt. Mà khi mà chúng ta có cách tu rồi đó, đối với việc, đối với người, đối với tự thân, chúng ta đều có cách khế hợp hết. Con mắt mình nó đau thì mình phải khế hợp nó như thế nào để nó giảm cơn đau. Cái chân của mình nó tê, mình sẽ điều chỉnh như thế nào để cái chân mình nó giảm tê. Như vậy thì rõ ràng Phật dạy mình á, mình tu là mình phải biết tự thân, mình biết được tự thân và mình biết người xung quanh, và nhìn xung quanh mình thấy ai cũng có những khó khăn, ai cũng có những cái thành tựu, nhưng mà cái khó khăn nào, người đó như thế nào, chúng ta cũng khế hợp. Cho mình tụng kinh. Tụng kinh là gì? Mình khế lý, khế cơ. Chữ kinh nó có hai nghĩa phải không? Khế lý. Khế lý là gì? Ứng hợp với chân lý. Khế cơ là ứng hợp với căn cơ. Nhưng mà nếu chúng ta nói lý mà chúng ta quên nhìn cái cơ, cái cơ là cái căn cơ, cái trình độ của người đó, thì chúng ta sẽ nói được cái lý mà người ta không hiểu gì hết. Và người ta không hiểu gì hết thì cái chân lý nó cũng đã trật rồi. Lý là phải thấy được cơ, mà cơ mà không hợp thì lý mình nói nó trật. Cho nên cái chữ kinh mà Phật giáo định nghĩa rất là hay đó. Thí dụ ai hỏi mình tại sao gọi là kinh, dạ kinh nói cho đủ là khế kinh, vì nó có hai nghĩa. Một là khế lý, hai là khế cơ. Hợp với căn cơ, trình độ gọi là khế cơ. Hợp với chân lý, đạo đức, đạo lý là gọi là khế lý. Mà khế lý, khế cơ mới chuyển hóa, mới hướng dẫn, mới giúp đỡ được chúng sanh. Ví dụ bây giờ nè, chân lý là ai bệnh là phải cho thuốc. Đó là khế lý gì? Bệnh là phải uống thuốc. Nhưng phải biết đứa nhỏ này, cái người bệnh đó bao nhiêu tuổi. Và thậm chí có những cái thứ thuốc cao máu uống không được. Ví dụ như mình theo nguyên tắc mình hiểu sâm là bổ. Sâm là bổ. Nhưng mà đâu phải ai cũng uống được phải không? Người ta còn ghi nè, những sâm cao ly, hồng sâm, những người có cao máu không uống được. Như vậy mình có một cái cây sâm bổ, nhưng đâu có nghĩa là người nào cũng có thể bổ được. Bổ tới đâu thôi chứ. Bổ quá thì nó thành ra gì? Bổ ngửa, bổ nghiêng, té xỉu mất. Không phải vậy. Cho nên học Phật để minh Phật chi lý, để rõ được, tỏ sáng được, giúp đỡ thì ai mình cũng giúp. Nhưng mình phải biết mỗi người mình sẽ giúp như thế nào, giúp tới đâu, giúp như thế nào. Như vậy thì cái giúp của mình nó mới mang lại được
cái lợi ích. Vì lợi sinh vi bổn hoài, đó là hoài bão của mình là làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mình phải lợi ích như thế nào? Vậy thì mình sống, con mình cũng là một chúng sanh. Vì vậy mình sống như thế nào để lợi ích cho con mình? Cái cách sống của mình là cũng một phần nói lên được cái bài học cho con mình. Cái cách sống của mình, con mình có thể nhìn vào cách sống của mình để học. Và con mình nó có thể nhìn vào, nghe được cái lời nói, nhìn vào cái lời nói của mình để học. Rồi tự thân mình đó, mình học sống như thế nào để rồi có những cái lúc giây phút mình nhìn lại, mình thấy mình đã tu tập như thế nào, mình đã sống như thế nào để mà mình có được an lạc. Bây giờ mình đi chùa cũng lâu rồi, lâu lâu mình phải làm một bài kiểm tra. Mình đi chùa 10 năm rồi, và cho tới giờ phút này mình đã qua khỏi được những cái khổ lụy phiền não của mình, những cái chấp trước của mình tới đâu. Coi chừng nhiều khi mình quên kiểm tra, giống như máy mà xài quên tune up, quên lâu lâu phải mở ra kiểm tra coi xăng nhớt nó còn không. Nhưng mà mình chỉ có cái hình tướng là mình đi nhiều, khóa nào mình cũng có mặt, nhưng mà cái cách sống của mình nó chưa được thuần. Bản thân mình cũng còn rất là khó chịu với chính mình, và chính mình vung vẩy những cái đó, và mình nghĩ như là cái đó là cái hay của mình, thì mình sẽ làm khổ những người xung quanh. Và Pháp Hòa dạo trước, lẽ ra thì chúng ta bắt đầu học vào một cái đoạn kinh, nhưng hôm nay thì buổi sáng này Pháp Hòa thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng cái cách mà chúng ta đặt cho mình một cái câu hỏi, và chúng ta được là thấy được lợi ích của sự tu tập. Và một cái chương trình của Phật học á, hay là nói đơn giản là một người tu Phật, không phải chỉ quy y Tam Bảo để trở thành một Phật tử, hay là chúng ta nói chúng ta là đạo Phật rồi chúng ta thờ Phật vậy là thôi, không phải. Mà tại sao trong Phật giáo lại đưa ra những cái chương trình tu học để mỗi người phải cần nên phát tâm tu học, để chúng ta có đủ phát triển được cái trí, cái bi, và để chúng ta ứng hợp được với mọi việc, mọi người trong cuộc sống này. Và từ đó chúng ta sẽ có được một cái phương pháp chuyển hóa rất là hay, mà không cần phải khởi tâm chống bán ai hết, không cần phải khởi tâm ghét bỏ ai hết, mà chúng ta ứng hợp được. Người nào như thế nào chúng ta đều có thể ứng hợp được. Và cái cách ứng hợp của mình mới là cái tuyệt vời, chứ không phải là cái chống bán. Tại vì thủy chung mình chống bán là trước hết là trong tâm mình khởi cái tâm mình bực bội người đó, mình ghét người đó, cho nên mình tìm cách mình chống người đó. Mà họ cũng đã ghét mình, họ đã làm cho mình bực rồi, cho nên họ sẽ có cách họ chống mình hơn. Mình chống họ một, họ chống mình hai. Không lẽ cuộc sống mình cứ phải mệt mỏi chỉ đi tìm những cái phương pháp chống đối sao? Mà càng tìm phương pháp chống đối á, thì cái negative, cái tiêu cực ở trong mình nó lớn hơn, cái xấu, cái tâm bất thiện trong người mình nó lớn hơn. Nhưng mà ngược lại bây giờ mình cũng là cái suy nghĩ đó, như nghĩ tìm cách nào để mình ứng hợp với người đó cũng là một cái cách, nhưng mà nó tích cực hơn, nó thánh thiện hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Đó. Cũng giống như là mình cái suy nghĩ vậy đó. Hễ mình suy nghĩ là làm sao mình đánh người kia là phải có cách. Cho giữa cái ăn chay với ăn mặn á, thí dụ bây giờ một ngày nào đó mình phải nấu thức ăn mặn, thì dù muốn dù không thì mình suy nghĩ đập nó đầu cá thế nào, cắt nó làm sao. Thì trong một quá trình làm một con vật, nó có cái thể hiện cái tâm sát của mình trong đó. Còn hôm đó mình ăn chay thì hoàn toàn không khởi cái tâm đó. Đại ý là như vậy. Thì hôm nay á, buổi sáng này Pháp Hòa thăm đại chúng ha. Rồi Pháp Hòa chỉ xin thưa là đây là cái sự tu tập. Rồi bây giờ khi chúng ta bắt đầu muốn tiến vào cái sự tu tập thì chúng ta đều phải khởi tâm. Đấy, quý vị hôm nay mà quý vị phát tâm đi tu,
Nhưng mà trong cái quá trình tu tập này, mình có cái tính tâm không? Có không? Có chứ. Mình không có, mình đâu có đi tới. Thứ nhất là mình tính tâm với chính mình là mình có khả năng tu được một ngày này. Ví dụ như nếu mà hôm nay nó là chương trình này sẽ kéo dài 10 ngày thì sẽ có người có, người không, tại có những người không nghỉ được 10 ngày. Vì mình tin chắc rằng mình không có đủ holiday để mình giữ 10 ngày. Nhưng mà nếu nó hôm nay tu 2 ngày thôi thì tự nhiên mình tin rằng mình đủ thời gian để tu 2 ngày. Cho nên mình sẽ tới đây. Đây là trước hết là mình tin vào chính bản thân mình có thể thực hiện vì mình thấy thời gian cho phép. Rồi bây giờ mình hồi nào giờ là chưa ăn chay một lèo 10 ngày. Cho nên nghe 10 ngày đã thời gian không có rồi mà nghĩ tới chuyện ăn chay nó sao nó hơi quải chút nữa. Nhưng mà nếu mà mình mặc dù không quen ăn chay nhưng mà nghĩ thôi 2 ngày chắc không đến nổi. Hiểu không? Khả năng thời gian đi là có rồi đó. Nhưng mà giờ nghĩ là ăn chay 2 ngày chắc không đến nổi đâu. Cho nên lại thêm một cái tính tâm với chính mình nữa là mình sẽ được 2 ngày. Đơn giản không? Rồi, chưa nói nếu mà chương trình được đưa lên một vị tôn đức nào, một vị thầy nào mình có cái tâm hướng về, quý mến, lại càng phấn khởi cho mình đi nữa. Chưa nói địa chỉ bao xa, 2 tiếng đi được, 3 tiếng đi được, 20 tiếng ngán quá. Thời gian thì có, ăn chay không khó, mà sao đường đi khó quá. Đã không? Quý vị thấy rõ không? Rồi. Rồi gì nữa? Thời tiết. Nhìn cái thời tiết thấy không đến nổi. Mình từ xứ lạnh này qua xứ lạnh kia, hay là mình từ cái chỗ nóng mà qua chỗ lạnh, nhưng mà thời tiết không quá lạnh, đủ cho mình đi. Đó. Cho nên khi mình làm một cái điều gì đó thì Phật dạy mình là khởi cái tính tâm. Khởi tính tâm. Có cái niềm tin để khi chúng ta làm, tin mình, và mình nhìn lại coi làm sao mình đủ cái niềm tin để mình đi. Thấy sức khỏe mình, tin được mình tu. Sức khỏe này tu 10 ngày chắc tu không nổi, nhưng mà tu 2 ngày ok. Rồi thậm chí mình nghe chỗ đó, mình biết từng tới chỗ đó rồi, chật lắm, không có đủ nước tắm, thôi 2 ngày chắc không sao. Tại vì thường tu tắm ngày 2 lần được, mà bữa nay tu phát nguyện 2 ngày không tắm. Thí dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng là mỗi khi chúng ta làm việc gì, việc đầu tiên là chúng ta khởi cái tính tâm với chính mình, tính tâm với cái nơi chốn mình tới, tính tâm với cái pháp môn mình sẽ tu tập. Thì khi đó nó làm gì? Nó có một cái năng lực. Nó có cái năng lực nó giúp cho mình đi tới. Vì mình biết rằng, thứ nhất, thời gian chỗ đó cho phép. Địa, cái khoảng cách chỗ mình tới chỗ đó, mình cho phép đi được. À, rồi chỗ đó có những vị tôn đức mà mình đã có cái tâm hướng về, kính mến, quý trọng, mình đến mình tu tập, vân vân. Thì Đức Phật dạy đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta gọi là có được cái tính tâm. Mà trong kinh còn dạy thêm mấy đoạn này, đọc cho đại chúng nghe. Ngoài những cái đó rồi phải không? Hồi nãy Đức Phật nói là mình tin đó. Mình tin gì nữa? Mình tin rằng cuộc đời là vô thường. Trong kinh Phật dạy, mạng người ngắn ngủi như hơi thở ra vào, tất cả các pháp hữu vi đều là huyễn hóa, không có chủ thể. Niệm niệm sanh diệt không ngừng, từng sát na biến hoại chẳng nghỉ, tất cả đều đưa tới khổ não, vô minh và trói buộc. Mình tin rằng
Tất cả là vô thường biến đổi. Hồi nãy mình sáng nay mình dậy 5 giờ là lây hoay giờ sắp tới giờ đi ăn nữa rồi đó. Vô thường không? Đó. Tu thì chưa thấy nhiêu mà tới ăn nữa rồi đó. Cho nên rồi mình tin rằng cuộc sống nó ngắn ngủi như vậy, nó vô thường như vậy. Mà nói chứ vô thường, nó ngắn ngủi đâu phải để mình chán nản về cuộc đời đâu, mà để về thời gian trôi rất là nhanh. Cho nên chúng ta cố gắng làm được gì ngay giây phút chúng ta đang làm thì chúng ta làm. Hồi sáng, hồi nãy trước khi ra đây á, thì có một thầy mới nói tôi giờ tôi ở mai ở chỗ này, mốt ở chỗ kia, giờ ai hỏi tôi thầy ở đâu tôi biết trả lời sao đó. Pháp gọi nó dễ lắm, ai hỏi thầy thầy nói ở đây. Đâu có giây phút nào khác ngoài ở đây đâu. Bây giờ Pháp Hòa có ở Canada, có chùa đi nữa, mà quý vị hỏi thầy ở đâu, câu trả lời chân lý nhất là ở đâu? Ở đây. Tại vì không có giây phút nào nó quý bằng giây phút ở đây và bây giờ. Giây phút trước đã qua, giây phút sau thì chưa tới, mà giây phút hiện tại thì ngay ở đây. Cho nên trả lời hỏi thầy ở đâu? Ở đây. Ở đây là chân lý nhất. Dù mình có chùa, có nhà, có cửa, có gì đi nữa, không chắc. Không chắc. Trong Phật giáo mình á, quý vị biết là có Hòa Thượng Ngài Huệ Quang á, năm 1956 là Ngài đi họp đại hội bên Ấn Độ, đại diện cho Phật giáo Việt Nam qua Ấn Độ họp. Và không ngờ chỉ sau một ngày họp thôi, chiều lại là Ngài bị tai biến và Ngài qua đời tại Ấn Độ. Rồi cái thời đó cái chuyện mà đưa về Việt Nam làm tang lễ rất là khó khăn. Cho nên cuối cùng phải quyết định là thiêu Ngài tại Ấn Độ, rồi mới đưa linh cốt Ngài trở về Việt Nam. Đó. Thì Pháp Hòa kể như vậy đây là một cái câu chuyện là có nhiều khi mình đi tới cái quốc gia đó, quốc độ đó, thì chúng ta không có cơ hội quay trở về. Rồi như ở Việt Nam có một Hòa Thượng Ngài sang Hoa Kỳ đi thăm viếng, mới tới ngày hôm tối, sáng ngủ dậy Ngài qua đời. Rồi cuối cùng phải làm tang lễ nhập quan ở tại Mỹ, rồi đưa kim quan Ngài trở về Việt Nam để làm tang lễ cho Ngài tại Việt Nam. Gọi là đi du lịch Hoa Kỳ mà thật sự chưa đi tới đâu hết, mới vừa tới một cái thôi, rồi là qua đời sáng hôm sau. Rồi Pháp Hòa biết có một chú Phật tử, ông gốc người Trung Quốc, cho nên ông muốn trước khi ông chết đó, lúc đó bệnh rồi, đi về thăm quê nhà, quê cha một lần cuối. Thì quý vị biết là ông vừa xuống tới phi trường Trung Quốc thôi là ông ngã bệnh. Ông ngã bệnh mà may là có mua bảo hiểm trước, cho nên là bác sĩ phải đi ngược trở lại, đưa ông trở về lại Canada để chữa bệnh. Đó. Thành thử ra nhiều khi mình muốn trở về quê hương của mình lần cuối, nhưng mà nhiều khi không có cơ hội. Mà những vị như vậy Pháp Hòa biết, định là về Việt Nam thăm một vòng, nhưng mà vừa tới Việt Nam thôi là ngã bệnh, rồi vào bệnh viện nằm cho tới ngày đi luôn, rồi hỏa táng, rồi đưa về lại bên Canada. Thí dụ. Cho nên mình nói vô thường không phải để mình buồn nản về cuộc đời, mà để thấy rằng á, cái giây phút nào chúng ta có được, đó là giây phút tuyệt vời. Cho nên trả lời câu hỏi chân lý nhất, phải, anh đang làm gì đó? Dạ con đang thở. Tại vì con ngưng thở là không có làm gì được hết á. Vậy dạ, con đang sắc gọt, con đang nấu ăn. Đang thở là chính xác nhất. Tại vì còn thở thì mới nấu ăn được. Còn nếu mà con không còn thở, người khác nấu cúng cho con thôi. Giờ thì mình biết vô thường để làm gì? Để mình sống có tích cực. Sống có tích cực. Và Pháp Hòa thấy rằng á, mình tới mình mới nhìn vào cái công việc của quý Ngài mà có tâm với đạo á. Hòa Thượng ở đây là một, lo chùa chiền, tổ chức khóa tu, dịch thuật, in ấn, làm đủ hết hết.
Thành thử ra mình mới thấy rằng cái thời gian mỗi ngày mà các vị mà có tâm mà có được á, nó quý lắm. Chờ Pháp Hòa mới đọc cái bài kệ vô thường hôm bữa, Pháp Hòa làm cái bài kệ tại tu viện Tây Thiên á. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Quý vị thấy mong manh không? Sáng còn tối mất. Hồi xa hồi nãy, hồi sáng đây mình đọc văn Quy Sơn Cảnh Sách đó. Đời mạng người giống như là sương sớm vậy đó, dây trên miệng giếng vậy đó, không biết lúc nào. Cho nên là chỉ một tích tắc là đã qua đời khác. Một tích tắc thôi là mình đã sang đời khác rồi, chứ không có lâu đâu. Cho nên các vị thiền sư thường các ngài hay nhắc nhở đệ tử. Vì vậy cho nên đó, các ngài không có muốn mình rong ruổi. Vì vậy cho nên khi mà có nhiều vị thiền sư mình vô hỏi đạo, các ngài đâu có trả lời lòng vòng. Các ngài trả lời cục nghỉnh vậy đó. Để chi? Để mình đưa mình trở về với thực tại. Để mình có đi vòng vòng lý thuyết. Mà mình vòng vòng thì nó thành ra gì? Hí luận, lý thuyết. Có những vị thiền sư chặt đốn để làm gì? Tại biết cái người đệ tử này là thích lý thuyết, thích hí luận, thích dông dài. Cho nên các ngài chặt đứt để đưa cái người đệ tử đó trở về với thực tại. Hỏi Phật là gì? Phật cũng là cái gì hết á. Để chi? Để đừng có lý thuyết nữa. Vậy thôi. Rồi nhưng mà các ngài đó có cái cách đó. Hỏi con gì đang bay ngang? Đây là con ngỗng. Ông nhéo lỗ mũi đau. Để làm chi biết không? Cái vừa bay ngang là đã qua, cái đau mới là cái hiện tại. Cái người đệ tử hỏi con gì bay ngang? Con ngỗng. Ông nhéo cái da đau. Ngộ đạo chưa? Rồi thôi mình dừng đây, rồi chiều nay mình tối nay mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Xin đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng.